Hello, xin chào mọi người, lại là mình Sù đây. Cứ lâu lâu là mình lại làm thêm một cái mới ở quán cà phê. Lần này thì lại là làm thêm một cái gương nữa. Nguyên cái vườn ở quán cà phê nhà mình là quá trời gương, mà toàn gương lớn không luôn ấy. Và nay thì mình lại làm thêm một cái nữa, trông nó sẽ giống như một cái cánh cửa vậy. Đoạn này của nhà mình khá là đẹp, vừa có cây xanh, vừa có nền trời luôn. Nên mình dựng một cái khung gương ở đây, thêm một cái lối đi nhỏ ở giữa nữa, để có góc chụp hình ấy. Mình ưu tiên lấy tấm gương lớn nguyên khổ luôn, để tổng thể nó sẽ không có bị chia làm nhiều mảng. Nguyên tấm gương nó lớn cỡ này này, ở giữa thì mình để trống giống như một ô cửa và lắp gương ở các cạnh bên luôn cho nó ảo thêm ảo. Đoạn này thì mọi người yên tâm nha, là các anh thợ đã mài mịn hết các cạnh gương rồi nên là không có lo gì đâu, chạm vào thoải mái luôn. Sau khi lắp xong hoàn thiện thì tổng thể nó sẽ như thế này này, trông rất là ảo luôn ấy, nhìn không có biết đâu là gương, đâu là nền thật cả, tại ở dưới này nhiều cây ấy, được cái nền rất chi là trong xanh và đẹp luôn. Đi kèm với cái gương này thì còn có một phụ kiện nữa, là một cái hộp chữ nhật lắp gương luôn, trông nó giống như là một cái hộp tàng hình luôn vậy, nhìn ảo cực kỳ luôn ấy. Và đây sẽ là tác dụng của nó này. Uầy, trông ảo chưa, nhìn như là ảo ảnh hai chiều vậy, cũng hay hay. Thực ra thì quán cà phê của nhà mình cũng cũ rồi, view thì không có thay đổi được, nên là mình cứ cố gắng để làm thêm cái này cái kia cho mọi người check in. Mình cũng biết là mọi người tới quán là vì quý mình ấy, cho nên là mình cũng cố gắng để mọi người tới sẽ có chỗ chụp hình đẹp đẹp. Hy vọng là mọi người sẽ thích nó. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái ghế tàng hình bằng cách lắp gương cho nó. Tất nhiên là nó không có thể tàng hình được như tưởng tượng đâu, mà nó sẽ tàng hình khi có đủ các phụ kiện đi cùng nữa. Kiểu kiểu là nó sẽ như thế này này mọi người. Còn Husky của mình đang nằm lơ lửng ở trên không luôn đó, không thấy gì thì cũng gọi là hơi hơi tàng hình rồi. Hôm bữa thì mình chụp được tấm hình này đẹp quá, mà để chụp được kiểu lững lơ trên không như thế này á, thì mình sẽ phải nằm lên trên một cái ghế. Chụp xong được tấm hình ưng ý rồi á, thì phải xóa cái ghế đó đi nữa, hơi cực và hơi lằng nhằng một chút. Thế là mình mới có ý tưởng là làm một cái hộp tàng hình để mình nằm lên đó là có hình chụp đẹp ngay luôn. Thế là hôm nay thợ nhà mình mới lọ mọ làm thử. Đầu tiên là mình có một cái khung sắt, sau đó mình sẽ dán gương lên hết cái khung sắt đó. Gương của nhà mình thì còn mấy tấm to to mà mình không có dùng tới ấy. Thế là nay thợ nhà mình tự cắt tự làm luôn. Mình thấy là mấy anh thợ làm dễ lắm, đưa đồ cắt gương vào kéo một đường rồi bẻ cái là xong à. Nhà mình cũng làm y chang luôn, kết quả là hai anh em làm tanh bành tấm gương luôn. Nhưng mà không sao, sai ở đâu thì sửa ở đó. Sau khi mà dán được xong hết mặt gương á thì trông nó sẽ như thế này này, mà để không như thế này thì nó vẫn chưa tàng hình đâu, mà phải kéo xuống cùng với cái mặt gương ở bên dưới đất này nữa thì trông nó sẽ phản chiếu lại cây cối ở phía sau luôn. Tấm hình chụp ra tạm thời thì nó sẽ như thế này này. Đấy, kiểu kiểu ý tưởng của mình là như vậy đó. Hôm nay thì mình mới làm xong thôi, đợi cho mai keo khô hết đã rồi mình mới thử coi kết quả nó sẽ như thế nào nào. Để thực hiện hóa được ước mơ người Việt bay mà không cần cánh thì cái hộp tàng hình của mình đã phát huy được công dụng rồi. Quay gần thì còn thấy lấp ló người ở phía sau, chứ mà để xa ra là trông cái hộp đó gần như là nó tàng hình luôn. Đấy, trông hình chụp ra cũng nghệ thực sự luôn ấy chứ. Đây là cái hộp tàng hình mà mình mới vừa làm xong, nó to đúng bằng ô cửa trên tấm gương lớn luôn và nó sẽ phản chiếu lại cái nền ở phía sau, chủ yếu là sẽ thu được cây cối và dính một chút hình của người chụp ở phía sau nữa. Nhưng mà nếu mọi người ngồi lên để chụp hình như thế này á thì có thể dùng chân che lại được luôn. Nhưng mà ý tưởng làm cái gương và cái hộp tàng hình này là mình muốn có được bức hình lững lơ như thế này này. Đây là hình chụp ra mà chưa có chỉnh sửa gì cả, nhìn kỹ một chút thì vẫn sẽ thấy được người chụp ở phía sau ấy. Nên là bạn nào mà kỹ tính giống mình á thì chịu khó xóa đi người chụp ở phía sau là sẽ được một tấm hình hoàn hảo luôn. Trông cũng cú nghệ phết đấy chứ, nhìn vào là không biết sao bay được lững lơ như vậy luôn á. Tấm gương này thì có sẵn ở quán mình, leo lên coffee nha. Dạo này thì trời Đà Lạt đẹp trong veo ấy, sơ hở là có hình đẹp ngay à.